Vào ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Tân An, Long An cho biết vừa bắt giữ băng nhóm côn đồ đã ngang nhiên xông vào bệnh viện đa khoa Long An tấn công người đang được điều trị ở phòng cấp cứu, gây náo loạn vào chiều ngày 23 tháng 9. Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm Huỳnh Bá Đức, 19 tuổi, Đặng Quốc Khánh, 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Nam, 33 tuổi, cùng ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An và Lê Văn Thức, 26 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trước khi xảy ra vụ việc xong vào bệnh viện, nhóm người này và bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình đã xảy ra xô xát tại một quán karaoke. Trong quá trình hát, nhậu tại quán, nhóm đối tượng và anh Nguyễn Ngọc Bình hát ở hai phòng karaoke cạnh nhau và qua lại mời bia rồi xảy ra đánh nhau. Anh Nguyễn Ngọc Bình bị một người trong nhóm đối tượng dùng ly ném vào đầu, sau đó anh Bình được bạn đưa đến bệnh viện khâu giá vết thương. Sáu người trong nhóm tiếp tục trủ nhau cầm mã tối vào bệnh viện để mục đích tiếp tục tấn công anh Bình. Khi đến khoa cấp cứu, nhóm người này cầm hung khí xông vào tìm đến anh Bình và người đi chung để tấn công. Lúc này, người đi cùng bệnh nhân Bình đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấy nhóm đối tượng nên chạy vào phòng lưu bệnh cấp cứu và nắp dưới dàn máy thở. Nhóm người nhìn thấy, truy đuổi và dùng hung khí chém liên tục vào khu vực máy thở. Sau 2 phút gây rối tại khoa cấp cứu, bảo vệ bệnh viện đã có mặt kịp thời truy đuổi nhóm người này, đồng thời báo công an phường 3, công an thành phố Tân An, công an hình sự tỉnh trong thời gian xử lý vụ việc, bảo vệ đã đóng tất cả cổng và truy đuổi. Nhóm người này chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt, rồi bỏ xe ở đó và bỏ trốn. Theo Sở Y tế tỉnh Long An, vụ cây rối không gây thương tích, nhưng nhóm tấn công người bệnh đã gây trục trặc cho hai máy thở, làm ngưng trệ tiến trình hoạt động của phòng cấp cứu trong hơn 5 phút. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.